Ok, xin chào anh em. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bác cách khắc phục cái con đài Sony 1000S này. Nó bị lỗi méo tiếng, tức là tiếng nó cứ nhéo nhéo, nghe nhạc nó không hay ở cái hộp băng cassette này. Thì nó cũng rất là có nhiều lý do như tôi cũng đã trình bày có những cái video trước đây rồi. Thì nó vô vàn lý do lắm, nhưng mà nói chung là nó liên quan đến những cái phần chuyển động của cái bộ cơ này, thì nó sẽ gây ra rung lắc, gây ra không không đồng trục này kia, rồi gây ra hiện tượng méo tiếng nói trên đấy, giống như các bác chuẩn bị nghe này. Đó, đây là cái tiếng méo của cái băng cassette này. Đây, tôi thì mở cái băng này thì xem này. Đấy, mở nhạc gọi là nhạc tiết tấu nó nhanh nhanh một chút thì còn tạm nghe được, chứ còn nhạc mà có tiết tấu chậm, dạng kiểu buồn buồn trữ tình ấy, nghe rất là chán. Hôm nay tôi sẽ tìm hiểu, bây giờ tôi cũng chưa biết là nó là bị sao đâu, mặc dù là tôi sửa rất nhiều rồi, rất nhiều những cái đài này như thế này chẳng hạn, nhưng mà nó cũng có vô vàn nhiều lý do và nhiều nguyên nhân. Bây giờ tôi sẽ tìm cách khắc phục nha các bác nhé. Ở đây tôi đang nghi là một là cái bánh tì đằng trước, hai là dây cura, như dây cura tôi vừa thay mấy hôm trước thì nó không bị đấy, tự nhiên hôm nay nó mới bị, thế mới 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 hài. Tôi đang nghi là bánh tì, từ lúc thay cái bánh tì là nó bị. Bánh tì mà tôi gọi là bẻ cái trục sắt của cái bánh tì vào băng cassette ấy. Thì tôi quên mất, tôi không bẻ lại, thì tôi đang nghi là nó bị vênh. Tôi sẽ chia sẻ, tôi sẽ làm lại nhé. Thì cái này thì có khi cũng do là chủ quan của tôi gây ra thôi, chứ không phải là nguyên nhân của nó là ban đầu là như vậy. Nhưng mà biết đâu là bạn băng nào gặp cái trường hợp tương tự thì xin chia sẻ cùng với các bác, thì các bác có cách khắc phục. Tôi sẽ tháo bộ cơ ra. Từng cái vít này. Rồi. Bộ cơ ra thì các bác nên tách phần này ra, tách phần này với phần này ra. Đấy, bây giờ chúng ta đã xong cái phần này để chúng ta rời ra dễ dàng hơn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vặn ba con ốc này để nhấc bộ cơ ra. Không nhỡ tay thò vào những cái bộ phận này nó chạm nhau là dễ bốc khói lắm. Cực âm cực dương nó chạm nhau là bốc khói ngay. À, bây giờ chúng ta chỉ nhấc được ra thì các bác bấm nút stop. Nút stop ở con 1000 đó là cái nút này này. Đấy, chúng ta có thể bấm như này. Bật cái cửa đằng trước này ra để chúng ta nhấc bộ cơ lên được này. Đấy, chúng ta tách rời ra như vậy. Và nếu mà muốn làm việc sống, chúng ta muốn play ngay tại chỗ này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ lật lại như vậy để khỏi nó chạm linh tinh. Các bác nhớ đừng cho cái phần quay này chuyển động nó chạm vào cái phần dưới này khi các bác bấm play, hoặc là những cái bộ phận sắt này nó chạm vào những cái mạch này, này. Nó sẽ gây ra chập cháy. Ok, để tôi test lại lần nữa xem nào. Bấm play này. À, sở dĩ nó chưa quay được do chúng ta còn thiếu cái lẫy này này. Đấy, lúc này ở cái lẫy này thì chúng ta khi bấm lên thì có cái nút gạt này này, nó gạt cái lẫy, gạt ba cái lẫy này. Thì bây giờ chúng ta bắt buộc rời ra như vậy, chúng ta bắt buộc phải bấm bằng tay kẹp vào nhé. Đấy,
nó tự động tắt rồi đấy. Tay tôi chạm cái motor nó tự động tắt này. Đây các bác nhìn cái này nó cứ bồng bồng ngõ nguậy. Đây cũng có thể là một nguyên nhân, tại vì là bình thường thì nó sẽ nằm im, nhưng mà cũng có thể là nguyên nhân là do cái bánh tì này các bạn. Đấy. Chứ tôi cũng chẳng phải cao thủ gì đâu, cũng suy xét như vậy thôi. Mặc dù là sửa rất là nhiều rồi, nhưng mà cái này nó cái méo méo tiếng này nó không quy định cụ thể thế nào cả. Đại khái là cứ cái bộ phận nào liên quan đến chuyển động mà làm cho nó không ổn định là nó sẽ bị hiện tượng như vậy. Tôi đang thấy hai cái này có vẻ không song song với nhau này. Tôi sẽ dùng kìm bẻ nhé để cho nó song song nhé. Đấy. Kìm bẻ song song. Không biết là ổn chưa? Chúng ta phải test chúng ta mới biết được. Ok, nó gọi là ok hơn một chút rồi. Không biết phải tốc độ chậm. Để tôi lấy cái băng khác, băng này nó bị bản quyền. Ok hơn rồi các bạn thấy không? Tức là do cái trục này nó không song song với cái này này. Đấy, hai thanh sắt này, hai trục sắt này nó không song song với nhau thì nó sẽ gây ra hiện tượng cái bánh này nó đảo. Đảo sẽ gây ra hiện tượng cái này nó đẩy lên đẩy xuống này. Đẩy xuống thì nó sẽ gây ra méo tiếng. Đấy, các bạn nghe lại này. Nó đỡ hơn bao nhiêu đấy. Không biết phải tốc độ nó hơi chậm không? Để nghe lại mặt này xem. Ok, vậy là nó không bị rồi các bạn. Đấy, nó chỉ thế thôi. Lắm lúc mà nó thế thôi, nhưng mà chúng ta mà không biết thì nó cũng tìm hiểu cả ngày cũng chả biết vì sao. Để tôi chỉnh lại cái độ nét của đầu từ một cái. Để dùng tay này giữ cả cái này, giữ cả cái kẹp này luôn này. Tôi nó còn hơi hơi méo một chút, có thể motor này cái người trước thì thay vào không đúng của nó, không đúng số vòng.
Ok. Mức độ tốc độ là chưa chuẩn lắm. Đấy, cải thiện hơn khá nhiều các bạn. Đây, bên này thử xem nhá. Như này là rất ok rồi. Cassette nó chỉ được tầm như vậy thôi. Lắm lúc nghe nhiều quá thì bị ảo, nó méo tiếng cũng như là không méo tiếng và không méo tiếng cũng như là méo tiếng. Ví dụ chúng ta phải nghe những cái tiếng nhạc cụ, ví dụ nhạc guitar hay là cái nhạc cái đàn gì đấy. Còn tiếng sáo thì khó phát hiện, tiếng guitar dễ phát hiện méo tiếng nhất này. Ok, rất là ngon rồi các bạn. Mỗi tội cái đầu từ nó hơi mòn cho nên là nó ra chất âm nó chưa được chỉnh chu cho lắm. Để rồi chỉnh xem này. Hay là do mình chỉnh cũng chả biết được. Chỉnh lại một lần nữa thế này. Đấy. Do mình chỉnh các bạn, mà chỉ thiếu một tí thôi. Ok. Nhấc lên không nhặt được. Ok. Đấy. Tiếng như vậy là rất là đẹp rồi. Nhìn đời mòn trên đôi tay, mơ cuộc tình mua bán trao. Đấy các bác nhìn này, cái này nó không ngọ nguậy nữa này. Đấy, tiếng như này là ok thôi. Ok, đây là cách mà tôi chia sẻ với các bác để hy vọng là giúp đỡ các bác trong cái việc mà chúng ta tự làm, tự sửa radio cassette tại nhà. Đó, tại vì bây giờ ra thợ thì người ta cũng ngại làm mấy cái đồ này lắm. Xin cảm ơn mọi người đã xem video nhé.